Xin chào các bạn. Hôm nay Sinh sẽ đưa các bạn đến nhà Then Ngọc ở chùa Bắc Nga để dự một cái lễ rất là to, lễ lẩu then của Then Ngọc. Hiện nay ở trong nhà thì đã có đến 7-8 bà then, là các học trò, là đàn em của Then Ngọc đến để tham dự buổi lễ. Ở bên ngoài này thì các bà, các cô đang cắt tiền đây này, đang cắt tiền vàng đây. Ở bên trong kia là các bà then đang chuẩn bị trang phục để làm lễ. Đây nhá, trong này là các bà then hết đấy các bạn. Có hai then nam, 2, 4, 6, khoảng 6-7 then nữ. Đây là trang phục của các bà then này. Buổi lễ hôm nay sẽ rất là hay đấy. Sinh sẽ quay từ đầu đến cuối để cho các bạn cùng xem nhé. Đây này, rất là đẹp này. Xem trang phục của các bà then này, ông then này. Đẹp quá. Đây là lễ hoa quả. Đây Then Ngọc bắt đầu tiến đang ngồi kia, đang chuẩn bị làm lễ đây. Đây các bà then đang chuẩn bị trang phục. Then Mạnh đây, Then Mạnh chưa mặc trang phục à? Đây có một bà then rất lớn tuổi đang ngồi ở giữa kia. Bên ngoài này các bà then áo hồng áo tím đây. Đây đấy nha, bên này có một bà then mặt tròn này, rất là xinh, là học trò của Then Ngọc ở tận trong miền Nam đấy các bạn ạ. Trong miền Nam nhỉ, then nhỉ, then nhỉ. Có hai then ở trong miền Nam, then này một then trẻ nữa đâu rồi? Một then trẻ nữa đâu rồi? Đang đi tắm các bạn ạ. Then vừa trong miền Nam ra đang đến, có hai then trong miền Nam là làm trò của Then Ngọc nhé. Trang phục đẹp quá. Đây những cái này để đội đầu ấy, để các then đội đầu khi làm lễ đây. Rất là nhiều. Màu đỏ, màu vàng, óng ánh. Đây then thắp những cái hương rất là to này. To hơn ngón tay cái luôn. Rất thơm. Đấy, một bà then đã bắt đầu đội rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đến tối để xem các thầy làm lễ nhé các bạn nhé. Ngồi đây nhá. Ngồi đi uống bia. Uống bia say thì làm được không? Uống bia căng bụng lắm, uống rượu thôi. Đây hai thầy trò then này. Mặt tròn giống nhau xinh nhỉ. Hả? Then ở trong miền Nam. Ôi khốn mã. Học trò út đấy. À đây ạ. Ôi khốn mã. Đây chị Hà đang cắt trầu cho các thầy các then này. Đang tiến sinh. Dạ. Tí nữa. Nó cho nó kín đầy. Đây chúng ta sẽ chờ đến tối để xem lễ nhé các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng mình có dặn bằng trăm ly à lâm trăm lần có dặn bằng trăm ly đi giờ dặn là bằng là sống là lắm đi ăn là muốn đi ăn là muốn ăn đi trăm lây đi đi trăm mơ đây là quý ăn cầu thôi thế là không nhìn thấy nó sẽ chỉ không đi ra đấy thì Ngọc đi lên chơi mà bóng được bóng em vẫn phải đến đấy không kia nó không mang lên nào không để dưới thế là sáng vẫn phải để lên một bóng hoặc là để vẫn phải để lên một bóng và bên này vừa lắp đặt đây để thấp thấp thế này xem nắng nhỉ trên, lên trên một tí à, lên trên chỗ này là được ngồi lát chọi thầy lúc nãy không ạ? Lát chọi thầy tập đôi em mới lát chọi hả? Đôi em mới lát chọi thế là để một cái cái này mình lấy hết cái trang lâu lâu ấy cái trang lâu lâu ấy cái trang lâu lâu ấy
có thể yên bên ông thì bao mình cho cả năm nhưng mà quay nghiêng ngả nhỉ? Cái hồi biết có, chúng ta quay nhỉ? Biết có, chúng ta đều chịu. Cho mình đi ăn. Cái này không biết ăn sáng thật lắm. Thì chỉ tìm cho nó. Bye.
bảo để ra giữa. Cao lên anh, cao lên tí. Đang thắp thêm điện cho sáng nha. Các bạn hãy chờ nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Con hồ gì cái bàn của ông đang tặng quà mình. Hai người mới được này. Ăn này cú với con là bác. Không được lôi nhá. Nhất không? Không được lôi à? Không. Con hốc cho thêm. Thêm anh khác anh chăm à? Anh khác anh chăm á? Để ngắm phiếng rồi đẹp. Còn đi vào múc cao rượu cho các ông đi, trèo lên. Với cá đâu? Cái cá để đâu nhỉ? Thân chuẩn chưa? Cái cá đâu nhỉ? Cá đi múc hai cá đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
túi ăn đến đây cô ha, cái túi này đi cầm túi à, không thể ông ăn được. Ai hiểu? Mi
như tôi là anh Trung. Thế này ở thế này nó thế này nó. Bài ra đây. Mình là phải cháu luôn, tôi ban người ra, tôi ban tôi mình phải cháu. Tôi là tôi ra tiền này nè. Tại vì bị giá lùng đường, tại vì bị có gần lùng đời, tại vì bị là xa mượn quan, tại vì bị xa mượn quan, không sẵn đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.